Rồi xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình đem tới một cái video nói về cái vấn đề bên lề xíu ha. Thì đây là chiếc xe của mình. Có cái đồng hồ đo điện có xô. Thì vấn đề ở đây là gì? Von chưa đề mà được 13.1, nhiệt độ trên là nhiệt độ 28 ha. Thì vấn đề ở đây là mình giới thiệu thì chắc cũng có nhiều người làm rồi, nhưng mà nói trên YouTube thì chưa có. Thì vấn đề ở chỗ này. Đây. Cái bình. Và đương nhiên là cái bình này nó không phải là cái bình mình dời lên nha các bạn. Mà cái bình này là mình gắn thêm một cái bình nữa. Để làm cái gì? Thì cái bình này nè. Nó là bình thay thế dành cho Honda Winner. Nhưng mà cái cường độ dòng điện lúc mà mình mua á, thì nó chỉ được có 3.5 ampere giờ thôi. Thì khi mình xài một bình, thì mình gắn ở vị trí dưới đây. Cũng có một bình luôn để mình tháo ra cho các bạn coi luôn, chứ nhiều khi nói các bạn đó mình nói điêu với các bạn. Mình tháo ra. Nói chung là mình tự quay một tay nó hơi khó coi xí. Bạn chờ xíu nha. Cái bình trong quá trình tháo này mình thì mình nói thêm là cái phần bình rin của Honda Winner á là nó tới nó 12V nhưng mà 5 ampere giờ. Thì cái đó nó có ý nghĩa gì? Mình không nói vậy đi các bạn nha. Trong đây vẫn còn một cái bình nữa nha. Đây, dây điện này mình đi vô tiếp nè, các bạn thấy không? Mà không tháo ra nữa. Thì trong đây là nó còn một cái bình nữa đó, các bạn thấy cái đầu của nó không? Đó, trong đây là còn rõ ràng là của cái bình nha. Đó là một cái bình. Bình đây là bình phụ và hai bình này mình đang đi. Hai bình này là giống nhau hết nha. Mục đích của mình á, tại vì ban đầu mình xài một bình. Thì sáng mình đề nó giống như là nó nạp vô không đủ điện á. Nó nạp vô mà nó xả nhanh quá hay sao mình cũng không có chắc chắn cái vấn đề đó, tại vì xe mình nó độ 60.3 thì lúc mà chạy á, thì đề rất là dễ, nhưng mà khi mà tắt máy để nguyên ngày á, thì sáng đề ở von này nè, chỗ này nè, nó giật xuống còn 10V nè. Thì bây giờ mình để khắc phục cái tình trạng đó thì mình gắn thêm một bình nữa. Thì không biết là cái sạc của Winner thì sắp tới mình sẽ đi khoảng mới gắn hôm qua thôi, thì mình không biết như thế nào. Thì mình sẽ đi cảm nhận, tại vì cái bình đôi mình đấu song song điện song song thì được cái là nó vẫn 12V nha các bạn, vẫn 12V, 12-13V, nhưng mà cường độ dòng điện nó tới 7 ampere, zin là 5 ampere. Thì như vậy á, đề nó sẽ ampere lớn á, thì được lợi cái là đi đèn với đề xe này kia điện nó sẽ ổn định hơn. Em để cho các bạn nghe thử ha. Các bạn thấy không, mình đề nó xuống 12 rồi nó nhảy lên 19 lại. Sạc thì người ta nhiều người chê sạc Zin Winner như thế nào, mình thấy khi mình chạy này giống như 4.000 vòng này ha, điện ổn định của nó là 14.5V, 14.4V, về guarantee nó vẫn được 14V nha các bạn. Còn ai chê như thế nào thì mình không biết, mình thấy lúc mà mình chạy thì lúc nào nó cũng tầm 14, 14, 14.5. Mà khi mình mở hết đèn lên, đây mở hết đèn lên, đèn là đèn độ luôn nha, thì nó vẫn là 13 khi mà mình chạy nè. Đó, khi mình chạy là nó về mức ổn định là 14.2, 14.3 là cái mức ổn định nhất nha, dù có lên ga cao hơn nữa thì nó vẫn 14.3 thôi. Đó là cái lợi thế mà khi mình đi hai bình nó sẽ được như vậy đó. Cái cường độ dòng điện mạnh nó về là 14.2, 14.4 nè, không gam tiền 14.5 ha. Thì đó mình đi đấu hai bình song song này để là cường độ dòng điện nó mạnh hơn, đi đèn này kia nó sẽ ok hơn. Còn sắp tới mình đi nhiều đi, rồi lúc đó nếu mà sạc Winner nó sạc chưa không đủ thì mình sẽ phát hiện ra, lúc đó sẽ có video mới cho mọi người xem ha. Rồi thì vấn đề ngày hôm nay là giới thiệu đấu hai bình song song 3.5 ampere, 12V là thành 7 ampere giờ, và 12 vẫn là bình 12V chứ không phải đấu nối tiếp là 24V nha. Đấu nối tiếp là coi như chiếc xe bạn cháy luôn. Cháy điện hết nha. Rồi thì sắp tới mình sẽ review thêm về cái vấn đề hai bình này. Rồi cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha.